Trên thế giới, châu Âu muốn hợp tác mạnh hơn với Mỹ dưới thời ông Biden Hồng Kông và Singapore sắp nối lại các chuyến bay không cần cách ly Alibaba bán hơn 50 tỷ đô la Mỹ hàng giảm giá trong 30 phút ngày 11 tháng 11 Tại Việt Nam, Quốc hội đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% năm 2021 Bộ Công an, tín dụng đen đã được kiềm chế sau 2 năm trấn áp rất mạnh Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ bị soi hoạt động liên kết 22 nhà khoa học Việt lọt top ảnh hưởng nhất thế giới 2020 Chào mừng quý vị đang đến với bản tin kinh tế trên kênh truyền hình FBNC và tôi là Quang Huy Thưa quý vị, mới đây trên cổng thông tin chuyên về chuyển giao quyền lực BillBackBetter.com, ông Joe Biden đã bổ sung một số nhân sự để sẵn sàng tiếp quản các cơ quan từ người tiền nhiệm. Cụ thể, nhân sự tiếp quản đã sẵn sàng ở một số lĩnh vực kinh tế, tài chính, cục dự trữ liên bang, thương mại và hệ thống ngân hàng. Các nhân sự này có thể sau khi quá trình chuyển giao thành công sẽ trở thành các tân bộ trưởng trong vấn đề mình phụ trách. Được biết, quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ thường kéo dài 11 tuần, từ khi có tổng thống đắc cử cho đến khi nhậm chức chính thức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm

Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hôm 10 tháng 11 cho biết châu Âu mong muốn hợp tác nhiều hơn với Mỹ về biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế kỹ thuật số dưới thời ông Joe Biden. Phát biểu của bà Leyen được đưa ra khi họp với các đại sứ EU có sự tham dự của cả chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Được biết rằng là dưới thời ông Trump quan hệ Mỹ châu Âu có nhiều căng thẳng như bất đồng về giải pháp chống biến đổi khí hậu và những chính sách thuế quan Mỹ áp đặt lên hàng hóa của châu Âu. Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, nghị viện châu Âu EP và các nhà đàm phán của các nước thuộc EU đã nhất trí chi tiết ngân sách của khu vực trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2027, mở đường để kích hoạt gói phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ euro sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo thông tin từ Chủ tịch Luân Phiên của khối, văn bản này vẫn cần được chính thức ký kết. Thỏa thuận trên đạt được sau gần 4 tháng thảo luận nêu rõ rằng các chính phủ chỉ có thể nhận được ngân sách của EU nếu tôn trọng luật pháp. Đây là một điều kiện mà Ba Lan và Hungary từng phản đối vì hai nước này đang bị EU điều tra về các cáo buộc phá vỡ tính độc lập của cơ quan tư pháp. Theo thỏa thuận, phần chi cho y tế, giáo dục và an ninh trong ngân sách 1.100 tỷ euro sẽ tăng 16 tỷ so với thỏa thuận ban đầu của các lãnh đạo EU hồi tháng 7. Thỏa thuận cũng lập ra các khoản thu nhập mới để ngân khố của EU có thể tái chi 750 tỷ euro đã lên kế hoạch cho các khoản vay nhằm giúp các nước thành viên phục hồi sau đại dịch. Thưa quý vị, chuyển sang câu chuyện của các doanh nghiệp lớn. Tập đoàn JCPenney, chủ sở hữu của hàng loạt các cửa hàng bán lẻ khắp nước Mỹ đã chính thức thoát khỏi cảnh phá sản. Hơn 60.000 lao động đã tránh được nguy cơ mất việc. Các thẩm phán của bang Texas đã cho phép tập đoàn Simon Property Group và Brookfield Asset Management được mua lại JCPenney với giá là 1,75 tỷ đô la Mỹ sau khi thỏa thuận được công bố. CEO Jill Sotow của JCPenney cho biết, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phục vụ các khách hàng như hàng chục năm qua và tòa án đã và chấp nhận điều đó trong khi đó, thì Boeing vừa thông báo họ đã mất thêm 12 đơn đặt hàng máy bay phản lực 737 MAX vào tháng trước, khiến cho số lượng máy bay này được bàn giao giảm 20 chiếc so với tháng 10 năm ngoái. Trong tháng 10, chỉ có 13 máy bay 737 MAX được giao đến tay khách hàng. 737 MAX từng là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, nhưng sau hai vụ rơi máy bay khiến hơn 300 người thiệt mạng vào năm ngoái, đã khiến hàng trăm đơn đặt hàng liên tục bị hủy. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Boeing chỉ bán được 111 chiếc chiếc 737 MAX so với hơn 300 chiếc được bán ra so với thời gian trước đó. Liên minh châu Âu áp thuế 15% đối với máy bay Boeing trong tuần này sẽ tăng thêm phần khó khăn trong việc bán máy bay của họ ở châu Âu. Xin được chuyển sang thông tin tại khu vực châu Á. Cơ quan Thương mại Hồng Kông Trung Quốc và Bộ Giao thông Vận tải Singapore thông báo từ ngày 22 tháng 11 tới đây, khách du lịch qua lại hai bên sẽ không cần phải cách ly như thường lệ. Trước mắt, thì tần suất sẽ là một chuyến một ngày ở mỗi đầu và giới hạn 200 hành khách. Sau đó, thì dự tính vào đầu tháng 12, tùy tình hình có thể nâng cao hơn. Bộ trưởng Giao thông Singapore ông Jay Kun đã cho biết rằng là hành khách chỉ phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại sân bay với kết quả âm tính là đủ điều kiện. Mở cửa hàng không là những động thái đầu tiên của Hồng Kông và Singapore nhằm khởi động lại ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Trung Quốc vừa phóng vệ tinh có thể cung cấp dịch vụ 6G đầu tiên trên thế giới lên quỹ đạo. Tên lửa được sử dụng là loại trường chinh 6. Và theo các cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc, dịch vụ 6G được thử nghiệm lần này có thể cung cấp Internet tốc độ cao gấp 100 lần công nghệ 5G. Đây là một bước tiến lớn về khoa học của Trung Quốc, khi phần lớn thế giới vẫn sử dụng 4G, thậm chí là 3G. Một số quốc gia tiên tiến thì cũng chỉ mới bắt đầu sử dụng 5G. Gã khổng lồ thương mại Alibaba của Trung Quốc đã khởi động chương trình khuyến mãi lễ độc thân 11 tháng 11 và chỉ gần 30 phút đầu tiên, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã mua 372,3 tỷ nhân dân tệ là tương đương 56,3 tỷ đô la Mỹ, vượt quá doanh số cả ngày 11 tháng 11 năm ngoái 268,4 tỷ nhân dân tệ. Giới quan sát nhận định sự kiện sẽ cung cấp cho Alibaba những dữ liệu quan trọng để thúc đẩy các chiến lược kinh doanh tập trung vào tiêu dùng nội địa, điện toán đám mây, dữ liệu thông minh và toàn cầu hóa để thúc đẩy doanh số Alibaba còn tung ra các chương trình rút thăm may mắn và các phiếu giảm giá trị giá là 500 triệu nhân dân tệ, nghĩa là tương đương 75,61 triệu đô la Mỹ. Alibaba cho biết họ sẽ giới thiệu hơn 2 triệu sản phẩm mới, gấp đôi so với năm ngoái. Alibaba lần đầu tiên ra mắt sự kiện mua sắm vào năm 2009 và biến nó trở thành lễ hội bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới, làm lu mờ ngày thứ hai điện tử ở Mỹ. Xin được chuyển sang thông tin thể thao. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11, ban tổ chức giải đua xe công thức 1 Formula One đã công bố lịch trình thi đấu của mùa giải năm 2021 với trận ra mắt tại Ả Rập Xê Út và Brazil, bất chấp sự gia tăng của các trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo lịch thi đấu mới được công bố thì trong số 22 chặng đua của mùa giải F1 2021 không có chặng nào được tổ chức ở Việt Nam. Như vậy có thể hiểu rằng là khán giả Việt Nam sẽ lại tiếp tục lỡ hẹn với giải đua công thức 1 ở mùa giải 2021. Trước đó Việt Nam cũng đã lỡ hẹn trở thành quốc gia thứ 34 tổ chức một trận F1 vào tháng 4 do diễn biến phức tạp từ dịch bệnh. Hình F1 vẫn muốn tổ chức một số trận đua kỷ lục vào năm 2021 với 23 trận nếu tìm được phương án thay thế GP Việt Nam. Nhiều khả năng sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ, Imola Italia hoặc là Botima của Bồ Đào Nha. Dự kiến F1 sẽ được diễn ra từ ngày 21 tháng 3 và kết thúc vào ngày 5 tháng 12 năm 2021. Về đích trong tiếng reo hò và cổ vũ, Chris Nikic 21 tuổi đến từ bang Florida của Mỹ đã xuất sắc hoàn thành hành trình cuộc thi đòi hỏi sự bình bỉ cao độ là Ironman. Chàng trai này với sự dìu dắt hỗ trợ của huấn luyện viên Dan Rip đã phá vỡ giới hạn bản thân khi được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là vận động viên mắc hội chiến đạo đầu tiên có thể hoàn thành cuộc đua đầy thử thách này. Nikic đã hoàn thành thử thách trong hơn 17 giờ thi đấu với gần 4 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy. Tài khoản Twitter chính thức của Ironman cho biết Nikic đã phá vỡ các rào cản và chứng minh cho mọi người thấy rằng mọi thứ đều có thể làm được. Chẳng trợ đặc biệt đến từ Florida này cho biết sẽ cố gắng cho mục tiêu lớn hơn trong năm 2021 và hướng tới thế vận hội vào năm 2022 tại Mỹ. Quý vị đang quay trở lại cùng với bản tin kinh tế trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, xin được chuyển sang phần tin trong nước. Sáng 11 tháng 11, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong đó thống nhất đặt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021 là 6%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước tính năm 2020, cân đối các nguồn lực cũng như là tham khảo dự báo của một số tổ chức quốc tế. Để đạt được các mục tiêu, Quốc hội đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đáng chú ý có việc phòng chống và giảm thiểu tác động của Covid-19, tìm cách để người dân sớm tiếp cận vaccine phòng bệnh. Một giải pháp khác là công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá điện, xăng dầu cũng như là các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu trong văn bản góp ý về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 83 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu vừa gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Thời gian được rút ngắn sẽ giúp cho việc điều hành giá xăng dầu trong nước sát với giá xăng dầu thế giới, khắc phục được hạn chế mất cân đối cung cầu do độ trễ về giá. Bên cạnh đó thì Bộ Tài chính cũng thống nhất với Bộ Công Thương lựa chọn tăng mức biến động cơ sở giữa hai kỳ điều hành giá liên tiếp từ 7% lên 10%. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đồng tình việc tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ này lý giải rằng do việc sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu, nên khi còn giá cơ sở thì cần phải tiếp tục duy trì quỹ này như là một biện pháp kinh tế để góp phần bình ổn giá xăng dầu. Tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế, nhiều chỗ đối tượng không dám hoạt động dừng hoặc là hoạt động cầm chừng. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước câu hỏi của đại biểu về tình trạng tín dụng đen hoành hành thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng, đây là kết quả đạt được sau khi bộ này đã trấn áp rất mạnh trong hai năm 2018-2019. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Bộ Công an thừa nhận vẫn còn tiềm mẫn nhiều rủi ro, nhất là cho vay qua mạng Internet và nhu cầu tín dụng đen vẫn nhiều. Với thực trạng này, thì theo Bộ trưởng Tô Lâm, cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận. Song song với đó, về phía cơ quan chức năng, thì cần siết chặt quản lý tín dụng, không để các đối tượng lợi dụng nguồn tiền từ ngân hàng đưa ra hoạt động tín dụng đen. Việt Nam Report vừa công bố bản xếp hạng top 500 doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam năm 2020 VNR 500. Qua công bố này thì Việt Nam Report cũng đã cho biết rằng các doanh nghiệp VNR 500 kỳ vọng chính phủ sẽ tiếp tục tung ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ban hành các nghị quyết về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, cải thiện về thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Theo đó 76,7% doanh nghiệp mong muốn chính phủ tăng cường các gói hỗ trợ tín dụng, ưu đãi đầu tư và ưu đại thuế. Mà khác 74,4% doanh nghiệp kỳ vọng giảm lãi suất tín dụng, 67,4% doanh nghiệp cần nhà nước tăng cường các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng quan tâm nhiều đến các chính sách về cải thiện môi trường pháp lý, cải thiện cơ sở hạ tầng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, Nghị định 132 vừa được chính phủ ban hành quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đảm bảo tính minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, qua rà soát, chủ yếu các doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng, chiếm tới 83%. Thống kê 9 tháng đầu năm 2020, ngành thuế thanh kiểm tra 263 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, qua đó truy thu, truy hoàng, phạt 525 tỷ đồng, Đáng chú ý, trong số 263 doanh nghiệp này thì có tới 177 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Tổng số tiền bị truy thu, truy hoàn và phạt là 442 tỷ đồng. Trung tâm thương mại thế giới ITC cho biết Canada là quốc gia đứng thứ 13 thế giới về nhập khẩu tôm, chiếm khoảng 2% tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm này trên toàn cầu. Trong đó thì Việt Nam chính là nguồn cung tôm lớn nhất cho xứ sở lá phong đỏ khi chiếm tới 34% tổng giá trị nhập khẩu. Vị trí dẫn đầu của Việt Nam được duy trì từ năm 2014 cho đến nay, theo sau Việt Nam là Ấn Độ với 28%. Trong khi đó, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia lần lượt chiếm 13%, 7% và 4% tổng giá trị nhập khẩu. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết rằng Canada chiếm 5% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang quốc gia này tăng từ 139 lên 152 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, đối với mặt hàng cá tra sau được giảm sâu và kéo dài kỷ lục, giá cá tra nguyên liệu, cá giống và cá xuất khẩu đều đã tăng trở lại, điều này cho thấy ngành này đang có những dấu hiệu dần phục hồi. Đến cuối tháng 10 năm 2020, giá cá trăng nguyên liệu tại Đồng Tháp đã tăng lên mức là 22-23.000 đến đồng một ký. Còn tại An Giang thì giá cá tra đầu tháng 11 cũng ở mức là 21-22.000 đến đồng một ký. Những người nuôi bắt có lại trở lại và cùng với cá trăng nguyên liệu, cá tra giống cũng tăng giá và tăng khá nhanh do thiếu nguồn cung. Hơn một năm vừa qua, do giá quá thấp nên người nuôi hạn chế cá tra giống. Hiện nhu cầu mua để thả nuôi mới tăng trở lại nên giá cá nhích lên. Xin được chuyển sang cụm tin liên quan về cơ sở hạ tầng. Trong buổi chất vấn quốc hội sáng 10 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Thủ tướng cho biết chính phủ đang tập trung phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ngoài cao tốc Bắc Nam còn có sân bay quốc tế Long Thành, các cao tốc liên kết vùng, các tuyến đường sắt đô thị thủ tướng cũng nhắc nhở không được bỏ sót những dự án nhỏ những con đường cây cầu ở nông thôn vì đó chính là nơi tạo ra việc làm và thu nhập trực tiếp cho bà con khi đề cập vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là phát triển đồng bằng sông cửu long thủ tướng cũng cho rằng đây là vùng chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu do đó cần phải tăng cường bố trí nguồn lực đề ra các biện pháp giải quyết vấn đề giao thông nội vùng và liên vùng Tại Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố vừa phê duyệt dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đi qua năm quận huyện, kết nối quốc lộ 91 và 61C với tổng kinh phí xây dựng gần 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025 và các nguồn vốn hỗ trợ khác của Trung ương. Theo thiết kế thì công trình dài 19,4 km, điểm đầu nối với quốc lộ 91 tại quận Ô Môn, rồi đi qua quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng trước khi đấu nối với quốc lộ 61C. Tổng bề rộng mặt đường là 80 m, trong đó thì phần đường xe chạy là 30 m. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, tuyến đường này được đầu tư để giải tỏa áp lực giao thông rất lớn cho đô thị, từng bước hoàn chỉnh quy hoạch tạo tiền đề cho các cơ sở kiến trúc hạ tầng khác phát triển. Về đường hàng không, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ Thủ tướng phê duyệt. Định hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút du lịch và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được biết, cảng hàng không Phù Cát hiện có sân độ máy bay được đầu tư mở rộng đáp ứng 7 vị trí đổ. Nhà ga đã được đầu tư hoàn thiện năng lực phục vụ là 600 hành khách trên một giờ cao điểm, đáp ứng khai thác với công suất đến 1,5 triệu hành khách một năm. Ngày 4 tháng 1 năm 2020, cảng hàng không Phù Cát đã chính thức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc do hãng hàng không tre Việt thực hiện. Khống chế thành công Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, phục hồi kinh tế nhanh và khả quan những tháng cuối năm. Đơn hàng tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại thành phố đã bắt đầu tuyển lao động trở lại sau thời gian sa thải do ảnh hưởng Covid-19. Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do tình hình dịch bệnh được kiểm soát cùng với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu – EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này. Nhiều doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động sản xuất ổn định Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng 62.000 đến 65.000 lao động ở các ngành thương mại, vận tải, thực phẩm, chăm sóc khách hàng, tài chính ngân hàng, bảo hiểm. Từ những thứ bỏ đi của trái dừa, tỉnh Bến Tre đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư công nghệ biến thành sản phẩm hữu cơ, phục vụ sản xuất nông nghiệp và có thể xuất khẩu. Thành công trên đã giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường của những dòng sông và mang về kim ngạch xuất khẩu khoảng 200 triệu đô la một năm cho tỉnh này. Trước đây, dừa bến tre chỉ được lấy duy nhất cơm dừa để chế biến, các phần còn lại của trái dừa đều phải bỏ đi và điều này đã gây ô nhiễm môi trường các dòng sông nghiêm trọng. Từ khi đầu tư công nghệ chế biến sản phẩm từ dừa, địa phương này đã tận dụng tất cả chế biến thành sản phẩm hữu cơ và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá trị các sản phẩm chế biến từ dừa hiện chiếm 20% giá trị sản xuất công nghiệp, 25% giá trị xuất khẩu của tỉnh những dòng sông đen kịt một thời vì ô nhiễm từ rác thải dừa theo đó cũng đã xanh sạch trở lại Tiếp tục là tin tức văn hóa. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại khu vực Gò Dền Rắn, di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Diện tích khai quật là 500m2 từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương không công bố kết luận khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn bảo quản. Mới đây, tạp chí Pilot Biology của Mỹ đã công bố danh sách 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2020. Trong công bố này thì có 22 nhà khoa học Việt Nam. Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam là giáo sư Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp thứ hạng 5798 thế giới và giáo sư Nguyễn Xuân Hùng, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng là 6996 và phó giáo sư Lê Hoàng Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 9261 thế giới. Và đây cũng là ba người lọt top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất của thế giới năm 2019. Ngoài ba nhà khoa học tiêu biểu trên danh sách còn có 19 nhà khoa học khác. Những kết quả đáng tự hào này khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Một thành tích đáng ngưỡng mộ nữa thưa quý vị, cô Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh của trường trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, là vào top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu do Vakay Foundation công bố vào ngày 11 tháng 11. Cô Hà Ánh Phượng là giáo viên tiếng Anh của một ngôi trường có tới 85% học sinh là người dân tộc thiểu số. Nhưng nhờ vào công nghệ thông tin và mạng Internet, cô giáo thế hệ 9X này đã đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học xuyên biên giới. Cô cũng trở thành người truyền cảm hứng về ứng dụng công nghệ thông tin khi thường xuyên đi giới thiệu mô hình lớp học xuyên biên giới để nhiều giáo viên khác tại các địa phương cũng có thể thực hiện được. Ngoài cô Phượng thì còn có 9 giáo viên khác đến từ các nước như là Mỹ, Anh, Ý, Brazil, Hàn Quốc cũng góp mặt trong danh sách này.